Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi thơ mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thơ mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi thơ mò nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục tô mò. Đầu tiên thì mình sẽ dùng màu vàng. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu cam. Thế là mình sẽ dùng màu xanh da trời. Thank you.
Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tô màu nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tô màu. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ lại tô màu. Chị đi cũng bên tán. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu tím. Gì? Làm như thế này. Thế nào? Thế hôm qua con thi ấy con lại nghe từ vòng đầu luôn. Ui giời. Sao sao con được quà đấy? Không trả lời được à? Không, sao được quà mà? Thế á? Sao con được quà ấy? Thì loại mình vẫn được quà. Bao quà chắc bố mẹ mẹ làm mẹ bố mẹ à? Thế á? Thế không nhỏ tên là mình chưa? Rồi. Ông ấy đó được mà. Rồi. Gì? Đọc gia đình đi. Gia đình là thế à? Ừ. Ông bà bố mẹ đấy á? Ui đồ thật. Đây đây đây. Đâu, rốt đây. Chú nào rốt không? Rốt. Bạn làm chi được nhất? Thế chứ mà chê bạn làm chi? Làm chi quá to à? Thế bạn làm chi học và trả lời được nhiều câu thì mới được quá to. Con trả lời ít thì được quá bé. Ông trả không biết tên bố mẹ má. Nhưng ơi, hơi nhiều chữ y à. Con sẽ làm bơi. Không có quạt nữa à? Là nó sẽ là mẹ tôi. Các bạn sẽ là gì? Theo là mình sẽ dùng màu vàng. Màu đâu? Vàng. Nếu mình có quên cái màu nào nha. Con trừ điểm đi nha. Trừ điểm ạ? Ừ. Có bao nhiêu màu đấy à? Nó nóng. Lấy quạt đi cho nó. Ủa nó nóng quá, tắt một hồi là ôm nó quạt rồi. Nó đổi vẽ, nó chặt thỏ lên đây nó vẽ. Con sẽ làm mày bơi. Bao thư sẽ làm gì? Nó đi bể bơi không? Nó đi bể bơi em Vũ không? Bơi đó không? Tắm bơi á? Có. Có ha. Đi đâu? Đi tắm bơi ở hồ bơi á. Tắm bơi đâu? Hồ bơi xa không? Có xa cái dấu đường mà con mới bà đi siêu thị à? Đúng đúng á. Ừ. Nhưng mà còn gần hơn nữa. Còn nó nhiều luôn. Ừ. Đi qua cái cầu một tí là đến luôn. Cái cầu mà cái cầu to to rồi cái chưa. Ừ đúng không? Sao đi qua một đẫn là đến. Ừ, ta dùng xem, ta dùng cái sao, ta dùng biết rồi. Ô, ba đi rồi trước. Ba cho anh Tổng chị mình đi xuống. Tắm rồi. Có được tắm rồi. Không có được tắm thì gì chứ. Trẻ con là 4 nghề đó. Tôi xin lại làm cho tiền nha. Xin luôn nha. Ừ. Con hết cắm bao giờ cắm? Hả? Con hết cắm tối rồi. Thích cắm đi nào cắm không? Ừ. Đó là thích yêu mà hay là thích tắm?
Thích cung thế cũng được. Thích làm gì? Thích tắm cung, thích tắm lâu hay là thích tắm sớm cũng nữa. Ừ. Mình thích lên nào lên. Sao? Mình thích vẻ nào vẻ. Cái sao mà dùng? Mẹ ơi, con muốn đi đi. Mẹ nó ngủ sớm cơ, tầm này ngủ thôi chưa nó ngủ không? Thế thì là mình sẽ dùng màu đỏ. Giờ đi ngủ không chưa? Ngủ khoảng 10 giờ nơi rồi. Nó ngủ mà nó 8 rưỡi 9 giờ nó ngủ lúc nó dậy. Thôi đi lấy cho nó mát đi. Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video.